Nga cảnh báo mối nguy lớn nếu NATO gửi quân tới Ukraine. Chính quyền Nga hôm 8 tháng 3 cảnh báo việc NATO gửi quân tới Ukraine sẽ cực kỳ nguy hiểm và nhấn mạnh Moscow đang theo dõi chặt chẽ khả năng Ukraine kêu gọi hành động can thiệp như vậy. Một bản kế hoạch kiến nghị được đăng trên web của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng chính phủ nước này nên yêu cầu Mỹ, Anh và các nước khác triển khai quân tới giúp đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Chính quyền Kiev khá khó đoán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 8 tháng 5. Ông Dmitry nói thêm, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa vào cuộc xung đột này của quân đội các nước NATO có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì vậy, chúng tôi coi đây là một hành động khiêu khích cực kỳ thách thức. Và tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ động thái này. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đặt vấn đề rằng không rõ liệu bản kiến nghị có thu thập đủ số liệu phiếu ủng hộ cần thiết là 25.000 để yêu cầu Tổng thống Zelensky trả lời bằng cách chấp thuận hay bác bỏ nó hay không. Tính đến sáng ngày 8 tháng 5, kiến nghị này đã thu hút được 1.594 phiếu ủng hộ. NATO đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga bằng cách cung cấp cho nước này những vũ khí ngày càng hiện đại, bao gồm xe tăng và tên lửa tầm xa, nhưng không can thiệp trực tiếp bằng quân đội. Bởi đây là điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cảnh báo có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho rằng vấn đề triển khai quân của phương Tây tới Ukraine sẽ là hợp pháp nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và Kyiv yêu cầu điều đó. Tuy nhiên, trước đó vài giờ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Mariana Zakharova cảnh báo Nga sẽ nhắm vào quân đội Pháp nếu Tổng thống Emmanuel Macron triển khai quân tới Ukraine, nhấn mạnh rằng đây là mục tiêu hợp pháp của Moscow. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh, xung đột Ukraine sẽ kết thúc chỉ sau hai tuần nếu phương Tây ngừng cung cấp quân sự cho Kyiv, lặp lại nhận xét của người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, Joseph Borrell. Hồi đầu tháng này, ông Borrell cho rằng sự sống của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nữa nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chấm dứt. Tuy nhiên, ông Borrell nói rằng không muốn chiến tranh kết thúc như vậy. Khi được hỏi về cách giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, bà Zakharova cho rằng, như ông Borrell đã nói, nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv, mọi thứ sẽ kết thúc sau hai tuần, và đây là công thức giảm leo thang.